Mọi người lại là Phương đây, để chuẩn bị cho một chuyến hàng đi xa hàng trăm con như thế này á, thì phải chuẩn bị những gì và bắt đầu như thế nào, sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý để đi qua nước, để đi qua tới nước ngoài như Trung Quốc hoặc là Singapore hay Thái Lan, Malaysia, nó sẽ có một chuyến đi an toàn cho các bé nhé. Giờ cùng Phương chuẩn bị nha mọi người. Bấy nhiêu giỏ không đủ nên anh của Phương đã đi mua thêm rất nhiều giỏ nữa rồi. Giờ Phương sẽ ở nhà sắp xếp trước rồi để anh Phương về là vô cuộc là vừa, xong 3 giờ là bắt đầu vận chuyển đi. Một khi vận chuyển đến Trung Quốc á, thì Phương có 2 chặn, một chặn từ đây ra Hà Nội và một chặn từ Hà Nội đi Trung Quốc. Thế nên chặn từ đây ra Hà Nội, đây chỉ là những giỏ hàng chặn tạm thôi. Hàng này Phương đóng ra Hà Nội là ngưng tại Hà Nội và vứt mấy cái giỏ này nha mọi người. Và từ Hà Nội đi Trung Quốc là những cái giỏ mà chuyên dùng để xuất đi nước ngoài nha. À, thì trước tiên mọi người sẽ chuẩn bị những cái giỏ như thế này, cái giỏ như thế này, những giỏ, cái giỏ có lỗ nha mọi người, có lỗ nha, lỗ thông nha, thoáng khí nha. Và mọi người biết lại để làm gì, để lên tàu, lên máy bay, lên khỏi nó khỏi rò rỉ ra cái thải ra đó ra ngoài, để cho không phiền đến người khác nha mọi người. Đây rồi, để cho nó thoáng khí, tuy là vận chuyển trong máy lạnh nhưng mà cần phải thoáng khí nha mọi người, không thoáng khí là các bé bị thiếu oxy đó, thế nên phải chuẩn bị đầy đủ những thứ như thế này. Và tiếp theo thì mình lấy những cái túi ni lông, cái túi ấy đó, túi bao này là cho, vì đi tạm á, từ đây ra Hà Nội phải đổi giỏ nên mình biết ở dưới nhá. Xong rồi dán lại vài viên gỗ nén mọi người bỏ vào, hoàn thiện một lọt giỏ nửa, trong này nửa số giỏ phải chiều hôm nay đi thôi mọi người, chưa hoàn thiện hết nhưng mà Phương đổ vô rồi soạn trước rồi chồng lên rồi xong mới biết tiếp tục lọt giỏ thứ hai. Đây được cái anh viên gỗ nén mọi người, để dưới cho nó đi vệ sinh, nó thấm hút đó cho khỏi ướt, con bò khỏi bẩn. Viên nén hết rồi, giờ đi lựa bò bỏ vô. Đây là cái chuồng bò chuẩn bị đi, Phương phải lựa và kiểm tra lại hết mọi thứ. Giờ Phương bắt hết ra rồi, lát nữa Phương quay cho đây và xem. Sau khi sắp xếp xong hết, đây là những con bé cái nha mọi người, đây là 50 bé cái đó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, những bé nhỏ là Phương bỏ hết một rổ như thế này, còn một chuồng như thế này, chuồng lớn như thế này 3 tuần thì Phương bỏ bé được nha mọi người, còn 20 bé được nữa với lại mấy chục bé cái lớn nữa. Đây là để chuẩn bị xong một lô rồi, đây một đợt giỏ rồi, đây chuẩn bị đợt giỏ thứ hai thì Phương sẽ soạn bé mấy bé đực cho mọi người vô. Khỏi cỏ nè, ổi nha mọi người. Đi xa thì mình bỏ các loại thức ăn có nước nhiều một chút để cho các bé ăn trên chặng đường xa mọi người. Thế nên cần thức ăn có nước, bù nước cho các bé như ổi, cà rốt, ớt chuông, dưa leo, nhất là dưa leo, cà rốt mọi người phải bỏ cho các bé thì các bé mới cung cấp đủ nước để đi xa nha. Nên Phương ổi này hôm qua nên nó hơi ẩm bằng mọi người ạ. Và gửi đi xa thì mọi người nhớ kèm theo cỏ khô, gửi cỏ khô ra cho người vận chuyển ở ngoài Hà Nội bỏ vào để cho các bé ăn trên đường xa đi, bởi vì đông nên đây đó, bỏ hết thức ăn rồi thì đậy lại, vừa đậy nắp hết lại mọi người nha. Xong rồi tiếp tục phân lô thứ hai, rồi Phương cho xuống dưới để ở trên để quay phim cho khách coi, và Phương sẽ bỏ xuống dưới cái tầng dưới nha mọi người. Cái này Phương phân làm ba, chia làm ba ngăn để bỏ cho nó lợi mọi người. Mấy con rồi? 50. 8. 7. 7 thật, bỏ cái ở còn tầng nữa đúng không? Mỗi tầng 7 bé. Rồng 71. Thôi, tầng dưới 6 là 2 tầng tên nhiều hơn chút. Đây 17, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 giỏ. 10 giỏ dưới đây à. Một chuồng lớn cho mọi người, 2 xe, 1 xe đi trước, xe Phương đi xa cho mọi người. Xe này để xe trước đi, 5, 6, 7, 5 giỏ gì rồi, với một chuồng rồi còn xe mọi người muốn trĩa rồi, tàu thì cái tấn đi hơi xa nên phải đứng chờ đây mọi người. Tàu đi rồi, ok, cảm ơn mọi người đã xem video clip của Phương, cảm ơn tất cả mọi người. Có thích video thì cho Phương xin một lượt like, một lượt chia sẻ video nha. Ô phục mình Phương gấp gáp, vừa làm video vừa edit video, vừa nói chung là vừa mọi thứ, vừa đóng hàng, vừa chuẩn bị hàng, mọi thứ đó mọi người. Nên có anh ông phụ sơ ông cũng mấy cái này ông cũng không có làm đó, cho nên là Phương phải làm một mình hết, nên có gì sơ sót thì mọi người thông cảm bỏ qua, hoặc là có gì không phải thì mọi người nhắc nữa nhé.